Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vuzi Auto. Ở đâu xe rẻ xe tốt, ở đó có Vuzi Auto. Hôm nay thì bên em Vuzi Auto lại tiếp tục về cửa hàng một chiếc BMW 320i sản xuất năm 2008. Và đặc biệt đây là một phiên bản nhập Đức. Vâng, một phiên bản BMW nhập Đức nguyên chiếc sản xuất năm 2008, đăng ký lần đầu năm 2009. Một chiếc xe màu trắng ngọc trinh cực kỳ đẹp, form dáng nét căng từng cm, sơn si đồng đều. Cam kết quý vị các bạn không đâm đụng, không ngập nước. Máy số chạy cực kỳ mượt mà, và dòng xe này sử dụng động cơ máy 2.0. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe rơi vào khoảng 7 đến 8 lít trên 100 cây. Nói thật các bác nhé, riêng dòng này em khẳng định cũng phải đến 10 lít. Vâng, chiếc xe này với 4 quả lốp mới kính con, phanh la răng đúc 10 chấu, khỏe khoắn, phanh đĩa trên cả 4 bánh, kết hợp phanh ABS an toàn. Đây là một dòng xe xế sang hàng xịn luôn. Vâng, một dòng xe phân khúc hạng D, nét căng, đẹp, và biển số thành phố Hồ Chí Minh 51F24077. Vâng, số 77 cực là một là số cực kỳ đẹp luôn các bác nhá, 77 luôn. Các bác có thể nhìn đây là một dòng xe mà đúng là hàng Serie 3, BMW Serie 3 bản 320i, máy 2.0, là một dòng xe dung tích xi lanh gần như là nhỏ nhất của dòng BMW. Và đây là một dòng xe xế sang hàng xịn, đi cực kỳ sướng luôn các bác nhé. Em cũng đã trải nghiệm chiếc xe này với cung đường từ cửa hàng về đến đây là Bạch Đằng Giang của Hải Phòng. Vâng, thưa quý vị các bạn, xe đi cực kỳ đầm chắc. Và lúc đầu thì em bảo chứ sao mà còi nó lại bé thế, bấm còi rất là bé. Nhưng thực tế là quý vị các bạn ạ, sau khi nghiệm ra thì té ra rằng cách âm của nó quá tốt luôn. Chiếc xe này được cách âm cực kỳ tốt luôn. Hệ thống khung gầm treo cực kỳ chắc chắn, gầm bệ chất chắc, nội ngoại thất đẹp. Con này ngoại thất màu trắng ngọc trinh, ngọc trai cực kỳ đẹp luôn đấy các bác nhá. Nhưng mà bên trong của chiếc xe lại là có màu cam bắt mắt, khỏe khoắn, thể thao, năng động, trẻ trung. Chiếc xe này thì hạn đăng kiểm đến tháng 12 năm 2021 cơ, còn rất là dài luôn. Theo order thì chiếc xe làm bánh được 12 vạn, nhưng cái này thì em cũng bình thường thôi, không để ý lắm. Nhưng mà được cái và form xe thì đều và đẹp luôn. Các bác nào yêu thích dòng xe BMW đừng bỏ qua chiếc xe này. Thưa quý vị các bạn, chiếc xe được cực kỳ hiện đại này đang có mặt tại Vuzi Auto. Tuy là không được độ nhiều option thêm, nhưng mà đây là một chiếc xe zin nguyên bản luôn, rất là đẹp. Form dáng thì các bác nhìn cái quả đầu BMW của chiếc xe thì các bác biết rồi. Một chiếc xe sang nhập Đức năm 2008, đăng ký lần đầu năm 2009. Với cái giá tiền thì nói thật các bác, để tí nữa em sẽ báo quý vị các bạn, nhưng nó sẽ có liên quan đến đời xe. Vâng, đấy các bác nhìn về form xe rồi. Bây giờ thì các bác sẽ cùng em đi chi tiết từng phần của chiếc xe này. Đầu tiên là bộ đèn của chiếc xe đều là đèn zin thôi, nhưng mà con này sử dụng đèn bi projector cực kỳ sáng luôn. Chiếc xe sử dụng đèn bi cầu rất là sáng, rất là rõ nét, và kết hợp đèn halogen nữa các bác nhá. Bầu đèn đẹp led căng luôn rồi. Đấy, và chiếc xe thì có gạt rửa đèn tự động luôn. Đây là phím rửa đèn tự động. Mặt hốc gió của xe tản nhiệt theo đúng form dáng của BMW. Logo rõ ràng, các cái thanh nan không hề gãy vỡ, nét căng sáng loáng. Đấy, đèn bên này cũng thế, đèn bi cầu projector led sáng trăng luôn với đèn halogen. Phần gầm cản thì các bác nhìn đèn gầm của chiếc xe cũng tương đối thôi. Bên cản có một chút vết chảy xước, nhưng thưa quý vị các bạn, xe cũ không tránh được. Em chưa dọn dẹp một tí gì, vừa mới hạ hàng về đến cửa hàng thôi. Thế nên là bác nào yêu chiếc xe này cứ yên tâm là em sẽ xì tốt cho nó đẹp tuyệt vời như xe mới. Vâng, em sẽ xì tốt đẹp luôn. Còn bên em thì có sao báo vậy, không tội gì, mình không giấu giếm gì cả. Xe mới, xe mua về nó như thế này đấy các bác ạ. Vâng, xe mua về tình trạng nguyên bản như thế luôn đấy các bác nhá. Nên là các bác cứ yên tâm, bên em thì có sao bán vậy, mình rõ ràng, chuẩn chỉ luôn. Lốp của chiếc xe thì 4 lốp sử dụng đều là lốp Dunlop. Vâng, lốp Dunlop 2018 và cũng là tuần dư giữa của tuần đầu tiên ạ, xin lỗi quý vị các bạn. Vâng, lốp Enasa V của Dunlop, và các bác nhìn phanh đĩa của chiếc xe thì khá là đẹp. La răng 10 chấu, khỏe khoắn, đầm chắc. Và cua lốp này các bác nhìn này, cua lốp dòng xe này cực kỳ sạch sẽ luôn, đẹp, sáng loáng, sạch sẽ. Con này thì em mới vừa xì tút lại thôi, nhưng mà đường ở chỗ này hơi bẩn bụi một chút, nên các bác thực sự là thông cảm. Thế còn cửa nẻo thì rất chắc chắn. Gương của chiếc xe thì gương chiếu hậu thì nó hơi góc cạnh một chút, nó không vuông vắn và nó có tạo ra những cái bầu vìa. Và xi nhan thì không có. Vâng, cái đời này nó thế nha các bác nhá. Đấy, kính zin cả xe luôn. Đây, đầu tiên các bác nhìn này, kính Pikington, kính Pikington 2008 này, kính zin nữa này, 2008. Đấy, cửa này mở rất là chắc luôn. Cái dòng xe này thì tôn vỏ khung gầm của nó rất chắc, nó dày, tôn dày tiêu chuẩn châu Âu.
Nội thất bên trong chiếc xe thì sử dụng nội thất bên trong, các bác nhìn này. Nội thất dưới da màu cam đẹp lét sáng, khỏe khỏe khoắn, đầm chắc và nguyên form luôn. Đấy, chiếc xe sử dụng hệ thống âm thanh loa hàm năng cao độc nha các bác nhá. Loa của BMW cực kỳ khỏe, đập bình bịch luôn. Và bác nào thích nhạc thì các bác có thể đến làm thêm một cái màn Android kết hợp nhạc thôi. Còn con này nguyên bản thì nó chỉ có đầu đĩa CD thôi các bác ạ. Vâng. Keo chỉ này các bác nhìn này, keo chỉ này đều nét sáng choang luôn, keo chỉ đều. Răng cao su nét, không hề rách mục mọt. Đấy, bản lề dày dặn luôn này. Đấy các bác nhá, chưa hề có một vết tháo mở gì luôn, bản lề rất dày luôn. Chỉ có những phần này nó hay cọ vào thì nó tạo thành những cái đường này thôi. Còn đây là sơn zin, hàng zin nữa các bác nhá. Đấy các bác nào biết xe cũ rồi, 10 năm rồi không tránh được đâu. Tappy này, sạch sẽ. Nói chung tappy cũng theo thời gian rồi. Tay nắm cửa gạt đầy đủ, các chức năng cửa điện, kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Chiếc xe là có một cái hay, cái là chìa khóa của chiếc xe thì nó hình như thế này đây các bác ạ. Đấy, chìa khóa đây, rất là hiện đại luôn, cắm ổ. Chìa khóa vẫn cắm ổ bình thường. Đấy. Thế là chức năng điện đóm thì các thứ thì ta lại phải bật đè nó lên. Đấy, điện đóm thì nó lại thế đấy. Đấy, kính điện này các bác ạ. Đấy. Kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường nha các bác nhá. Đấy. Tí nữa ta sẽ đi chi tiết vào phần bên trong. Và bây giờ ta đi chi tiết phần bên ngoài đã. Đấy, kính đều là kính Pilkington. Riêng cái hàng này, hàng xế sang, hạng xịn, hàng Serie 3 thì nó có các cái rèm che nắng kèm đây. Đấy, gá lên cái là rèm che nắng nha các bác nhá. Đấy. Cái này em cũng không quen sử dụng lắm. Đây, rèm này, che này. Đấy, vừa là che màu lại vừa là che rèm luôn. Rất là tiện lợi luôn. Phần tappy là các bác nhìn là tappy sạch vàng khét lẹt luôn. Màu cam nét đẹp. Vâng, nội thất ghế da ở xe phải nói là cực kỳ mượt mà. Ghế da rất là đẹp luôn. Đấy, không gian bể tì tay này, học đồ này, tương đối khá là nhiều. Đấy, cạt ra đằng sau, tựa ghế, tựa ghế các thứ đầy đủ. Và con này thì có hai điều hòa hai vùng nhá. Đây là điều hòa vùng sau, cửa gió điều hòa vùng sau đây. Đấy, cửa này rất chắc chắn và các bác nhìn này, các cái bản lề cửa này sơn zin luôn này. Đấy, bản lề cửa sơn zin, nó theo thời gian nó hơi han một chút. Cái này không tránh được đâu ạ. Đấy, nhưng mà các bác nghe tiếng đóng cửa này. Lốp ở đằng sau chiếc xe này thì sử dụng lốp SRC của Dunlop các bác nhá. Và cũng là lốp 2018 tuần 2, con này thay một phát 4 quả luôn. La răng khỏe khoắn 10 chấu led căng, phanh đĩa trên cả 4 bánh. Đấy, phanh đĩa rất là led, khỏe. Và cua lốp này các bác ơi. Đấy, cua lốp đây. Hơi sáng lóa một tí vì là xe màu trắng thì nó hơi bị lóa một chút, nhưng mà cua lốp thì rất là đẹp luôn. Cua lốp lỉ của xe rất là đẹp. Hệ thống cái cốp đằng sau thì các bác có thể là sử dụng, một là khóa chìa, hai là các bác có thể để xem nào. À, con này thì vẫn phải khóa chìa rồi. Khóa chìa điều khiển này. Đấy, tách cho cái. Em chưa, con này chưa về dọn dẹp gì đâu các bác ạ. Nên là nó cũng có một số khiếm khuyết, tuy nhiên là cái đấy là bình thường các bác nhá. Đầu tiên các bác nhìn các cái phần ốp sườn tai này. Đấy các bác nhìn nhá. Các cái phần đinh hàn này, rồi các cái bản lề này, lét đẹp luôn. Không phải lỗi lầm gì nhá. Keo chỉ này mượt mà luôn. Keo chỉ đều mượt mà, sạch sẽ. Đấy. Keo chỉ rất đều. Đấy. Không, bên trong khoang cốp này thì cũng hơi rộng, nhưng mà thưa quý vị các bạn là cũng hơi lứa phứa một tí. Vì là đây là các cái tấm lót sàn của xe cua chủ cũ người ta để lại thôi. Đấy, thế còn đây là phần học đồ rất là rộng luôn. Đấy, em đang phân vân cái dòng này thì em mới hơi lạ một chút, các bác thông cảm nhá. Nhưng mà em đang phân vân là không biết làm sao mà cái lốp sơ cua nó ở đâu. Thì phán đoán ra rằng lốp này lốp tự vá. Gầm này sạch sẽ luôn. Đấy, gầm. Rồi, tí nữa ta kiểm tra phần đấy sau. Lốp bên này thì cũng là sử dụng lốp NACV của Dunlop. Các bác nhìn đây, lốp 2555 vành 16, khỏe khoắn, dày dặn, chất lượng luôn. Đấy, tappy cửa này sạch sẽ. Đấy. Đấy, các cái phần rèm che rất là hiện đại và tiện luôn. Đấy, tappy này, đấy các bác nhìn nhá, rất là đẹp, đều sắc nét, nội thất đẹp, sơn si đẹp. Đấy, con này thì phải nói được cái là độ chất của nó thì không chê vào đâu được. Trần nỉ này, sạch sẽ, thoáng đãng luôn. Dòng BMW thì thưa quý vị các bạn là một dòng xe sang đẳng cấp đến từ Đức. Và đây là một chiếc xe nhập Đức, nên là về chất của xe thì các bác cứ yên tâm là không hề phải nghĩ ngợi luôn. Hai cái gương chiếu hậu của chiếc xe là hai gương chiếu hậu zin nhá. Nó có đường chân trời, à đường căn, rất là yên tâm. Đấy, thế còn tappy này, các bác nhìn tappy này, sạch sẽ mượt mà.
Đấy, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, keo chỉ điện này, tappi nhựa này, bản lề này các bác này, chưa có một vết gì gọi là tháo bằng clê tô vít nhé các bác nhé. Đấy, sơn đẹp luôn. Đấy, nội thất bên trong, nội thất bên trong chiếc xe thì các bác nhìn này, ghế là có túi khí nhá, ghế có túi khí, túi khí cả người lái người ngồi bên cạnh. À, ghế da, ghế chỉnh điện luôn, rất là hiện đại và tiện lợi đây các bác. Đấy, ghế ngửa chỉnh điện luôn. Phần nội thất bên trong thì chiếc xe này được chủ cũ mạ độc, trước thì nó sử dụng là tappi bằng gỗ, sau thì bác ấy làm chơi chi tiết carbon rất là hiện đại luôn, khỏe khoắn trẻ trung. Đấy, táp lô này sạch sẽ luôn này, táp lô sờ rất là mượt. Đấy, một dòng xe sang vừa về cửa hàng em Buzi Auto thôi. Đấy, nói chung là theo năm tháng các bác không tránh khỏi được những cái khiếm khuyết của xe. Thế nhưng mà đây là một chiếc xe cũng khá là mượt. Đấy, hệ thống điều hòa auto, điện đèn auto này các bác ơi. Đấy, các cái phím chỉnh của đèn đây đầy đủ luôn. Tay vô lăng thì sạch sẽ, vô lăng rất sạch luôn đấy các bác nhỉ. Vô lăng túi khí này. Đấy, túi khí thứ hai này, hai cái túi khí hai cột là 4 này, cộng với túi khí ở lưng ghế là 6. Thế còn đây các bác nhìn trần này, trần cực kỳ sạch luôn, trần đẹp luôn. Và cái này hệ thống đèn của nó là đèn vùng, đèn chiếu sáng vùng đấy, ấn rất là nhẹ nhàng và không có hề chói. Đấy, rất là tiện. Màn hình này là màn hình camera hành trình kết hợp cả camera lùi nữa, cũng tương đối khá là yên tâm. Đấy, và các bác yên tâm rằng là đây là màn hình của chủ lắp thêm, chứ còn đây là bác để nguyên zin đồ luôn này. Hệ thống đầu đài đĩa đóm 6 đĩa của xe này, rồi hệ thống điều hòa auto này. Đấy, tay cần số thì cũng mòn theo thời gian rồi, cái này không tránh được, nhưng da của nó vẫn còn ngon, da vẫn còn rất là đẹp luôn. Tay cầm số sờ rất là chắc chắn, số má gạt tanh tách. Đấy, tay phanh, bệ tì tay. Đấy, kiêm học để đồ thì cũng thấy tương đối khá là rộng. Đây, học để đồ đây. Đấy, và chìa khóa con này thì rất là đặc biệt. Đó, xe vừa hạ lồng về cửa hàng của Vũ Duy Auto buổi sáng ngày hôm nay 28 tháng 3 năm 2021. Đấy, chìa khóa thì cắm vào đây nhá, có cái ổ này các bác cắm vào đây, rất là hiện đại luôn. Ấn cái, sau đó thì khi mà ta ấn xong ta bấm nút đèn nổ. Đấy, đè luôn. Mà máy số thì chạy cực mượt luôn, con này thì không có một lỗi lầm gì các bác nhá. Đấy, đây là mấy cái cảnh báo theo đúng cái quy trình kiểm tra của xe thôi, còn không hề có một cái lỗi gì luôn. Đấy các bác này. Thế còn đồng hồ toàn hiển thị kim thôi, rất là đơn giản. Đấy, sang trọng lịch lãm và các cái phím tích hợp của xe nhá, đầy đủ luôn. Còi của xe cũng tương đối khá là to, và cruise control đây các bác nhá. Đây, phím cruise control đây. Hơi khó nhìn một chút các bác thông cảm là cruise control ở đây. Đấy, điều khiển ga tự động, gạt vào phát cái là sẽ có điều khiển ga tự động luôn. Đấy, rất là hiện đại và tiện lợi, điều hòa auto mát lạnh. Đấy. Bây giờ thì ta sẽ cùng đi đến khoang động cơ để cùng kiểm tra xem là động cơ của chiếc xe này như thế nào. Máy của con này thì 2.0 với mức tiêu thụ nhiên liệu của nó phải nói là cực kỳ ấn tượng luôn. Đó. Cabo này. Úi xời. Thưa quý vị các bạn, nói thật quý vị các bạn cũng không thể ngờ rằng là khoang máy của chiếc xe nó lại sạch như thế này. Trước mắt quý vị các bạn đang là khoang máy của chiếc xe BMW 320i. Con này sử dụng động cơ 2.0, mức tiêu thụ nhiên liệu 7-8 lít trên 100 cây, tùy lúc có thể đạp lên 10 lít. Đương nhiên rồi, dòng xe này xác nó nặng, nên là chắc chắn là nó sẽ phải đi nó đầm chắc rồi. Bù lại thì mức tiêu thụ nhiên liệu nó cũng sẽ phải cao, cái này không tránh được đâu các bác nhá. Thế còn đâu là các bác nhìn này, các cái phần ốc ác của xe thì vẫn còn tương đối khá là đều. Vâng, cái này thì cũng đã có chỉnh choạt chỉnh sửa rồi. Thế nhưng mà về máy thì cam kết các bác là máy số cực kỳ ngon, chạy cực kỳ êm chất luôn, đẳng cấp luôn. Vâng, dòng xe cực kỳ hiện đại xịn sò đang có mặt tại Vũ Duy Auto, mới về cửa hàng. Và những ai yêu thích dòng xe nhập Đức với cỗ máy 32.0, vừa nhỏ gọn vừa tiết kiệm nhiên liệu nhưng mà lại mang trong mình một sức mạnh cực kỳ khỏe, thì đây là một cơ hội cho các bác, một cơ hội sở hữu một mẫu máy, chiếc xe máy này khô cực kỳ luôn các bác nhá. Máy rất là khô, động cơ chạy cực kỳ mượt mà và êm chất, cảm thấy không lỗi lầm. Gầm mẹ này, gầm này các bác nhìn này, gầm rất là sáng sạch luôn. Đấy, con này em cũng mới vừa rửa xong, thế nhưng mà đi đến đây bụi rồi, cái đoạn này rất là bụi. Đấy, gầm mẹ rất là chắc che. Đấy, đây gầm này các bác này. Đấy, gầm rất là sáng luôn, gầm sáng sạch, khỏe khoắn.
Vâng, mẹ đẹp luôn. Và cái dòng xe này thì nó rất là chắc xe, một chiếc xe nhập Đức luôn đấy. Vâng. Bác nào yêu thích thì alo ngay nhá, kẻo mất hình. Một chiếc xe đẹp tuyệt vời mà đang có mặt tại Vũ Siêu Auto với cái giá vô cùng yêu thương, vô cùng tuyệt vời. Vâng, ai yêu thích chiếc 320i sản xuất năm 2008, đẹp lét căng từng cm, tuyệt vời. Và với về cửa hàng thì hãy alo ngay cho em Vũ Siêu Auto qua số điện thoại. Và cũng đương nhiên là cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi, chia sẻ kênh giúp Vũ Siêu Auto. Bây giờ thì em sẽ cùng quý vị các bạn, đây camera lùi đây, đi chiếc xe này, đánh võng lên trong bên trong này một chút. Mình sẽ cùng trải nghiệm độ đầm chắc. Con này thì lúc nãy em đi rồi, phải nói là cực kỳ siêu đầm luôn. Vâng, một chiếc xe xịn xòa, cực kỳ đầm chắc, đến từ thương hiệu Đức. Em đang chỉnh ghế cho nó hạ thấp xuống một chút. Ghế điện xịn xòa. Đấy, các cái phím đây. Xe thì không chê được một cái lỗi gì. Đấy. Đấy. Đi rất là nhẹ nhàng và êm ái. Con này hạn đăng kiểm đến tháng 12 năm 21 nha các bác nhá. Rất là dài luôn. Và bác nào yêu alo ngay cho em. Vâng. Rất đẹp, màu trắng ngọc trai, đẹp tuyệt vời. Đấy. Bùa rất là nhẹ nhàng và con này thì rất là đầm luôn, đi nó chắc xe luôn. Hệ thống lái rất là yên tâm. Và riêng cái dòng này thì các cái đồng hồ cảnh báo nó báo liên tục luôn để kiểm tra các cái mức độ của xe, chứ rất là an toàn. Đấy. Vô lăng sạch sẽ, máy số mượt mà và màn hình hiển thị luôn kết hợp với cả định vị hành trình, rất là yên tâm và đấy, hoành tráng. Bác nào yêu thích cứ đừng ngại ngần mà tiện alo ngay. Vâng, em cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi, chia sẻ kênh giúp Fuji Auto. Đấy, một chiếc xe tuyệt vời 320i đời 2008, nhập khẩu Đức nguyên chiếc, đang có mặt tại Fuji Auto với cái giá vô cùng tuyệt vời 320 triệu. Bác nào thích thì alo ngay, em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và hỗ trợ rút hồ sơ cho các bác để các bác yên tâm. Vâng, sang tên cho nó đúng tên đúng chủ. Vâng, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe ưng ý và chiếc xe tuyệt như chiếc xe này. Vâng, xin cảm ơn. Xin chào, tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.